2024 rồi, dùng thảm sàn nào là ngon nhất hả anh em? Đấy, thì 2024 rồi, anh em muốn dùng cái loại thảm sàn ngon nhá, đẹp nhá, thì hôm nay em lại giới thiệu cho anh em một loại thảm sàn ơi, may theo đúng form xe của anh em luôn. Về chỉ việc trải xong rồi như này, đây đang tiến hành trải, chưa chưa hoàn thiện, chưa lắp ghế, chưa gì nhá. Và bên trên nó còn một cái lớp rối sợi carbon nữa, rất là sạch và rất là bền. Đó, đây là thảm sàn lavo nha anh em nhé. Mỗi một dòng xe thì cái thảm sàn này thì sẽ có một cái form riêng họ may sẵn rồi. Về bên em sẽ tiến hành là sẽ trải lên bên trên cái lớp nỉ này, dưới nó là lớp nỉ này. Đó, cái này là nó cực kỳ bền luôn nhá. Cái này cực kỳ bền và cực kỳ sạch. Cũng như là nó có cái vân gọi là kim cương này, nhìn nó rất là hay. Độ thẩm mỹ rất là cao. Đây, bộ sàn nguyên bản của xe đây. Thì sau vài năm sử dụng thì nó cũng đã bị rách như này rồi. Thì anh chủ xe anh quyết định là trải cái thảm sàn này. Đó, 2024 rồi, anh em nên tham khảo và nên trải những cái loại sàn như thế này anh em nhé.